Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, lời đầu tiên thay mặt biên tập của chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, như vậy là năm Nhâm Dần 2022 đã qua đi, chúng ta đang hồ hởi đón chào năm mới Quý Mão 2023 với nhiều niềm vui và sự hy vọng mới. Bước vào tháng 1 năm 2023, những con giáp này sẽ vô cùng may mắn và thuận lợi, làm việc gì cũng thành công, tài lộc, sức khỏe, tình duyên đều khởi sắc. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Như quý vị đã biết, tháng 1 âm lịch là tháng Giáp Dần, có ngũ hành là Đại Khê Thủy. Tháng 1 âm lịch năm 2023 Quý Mão, bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 dương lịch năm 2023 đến 19 tháng 2 dương lịch năm 2023. Ngũ hành thủy sẽ sinh cho mộc, thủy thủy, tỷ hòa. Đó là hai mệnh sẽ gặp may mắn trong tháng 1 âm lịch. Tháng 1 là tháng Giáp Dần, những con giáp có quan hệ tam hợp, lục hợp, tam hội với tháng sẽ gặp may mắn. Và đó là các tuổi Ngọ, Tuất, Hợi, Dần, Mão. Tuổi Ngọ tháng 1 năm 2023. Tháng này được tam hội cục độ mệnh, người tuổi Ngọ có điểm báo vượng phát về đường công danh. Bản mệnh được cấp trên giao cho những trọng trách quan trọng trong công việc. Con giáp này vốn là người yêu nghề, sẵn lòng cống hiến nên luôn được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm là điều tất nhiên. May mắn đang ghé thăm người tuổi Ngọ cả ở phương diện tài lộc, việc buôn bán trở nên rất thuận lợi, có những người ký kết được hợp đồng lớn nhờ sự nhanh nhẹn, khéo léo của mình. Tài lộc không phải khi nào cũng nhiều, vì thế nhớ tận dụng hết vận may của mình trong ngày hôm nay đấy nhé. Tháng này chuyện yêu đương khá thuận lợi và đặc biệt với người độc thân thì đây là thời điểm bạn có thể tích cực xúc tiến mối quan hệ mới, nhen nhóm của mình rồi đấy. Hãy cứ tự tin thể hiện chính mình, đừng cố gượng ép bản thân trở thành phiên bản khác hoàn toàn với bạn. Chúng ta cùng xét năm tuổi, sinh năm 1954-2014, tuổi Giáp Ngọ, mệnh Kim. Sinh năm 1942-2002, tuổi Nhâm Ngọ, mệnh Mộc. Sinh năm 1966-2026, tuổi Bính Ngọ, mệnh Thủy. 2028, tuổi Mậu Ngọ, mệnh Hỏa. Sinh năm 1930-1990, tuổi Canh Ngọ, mệnh Thổ. Trong năm tuổi trên thì dựa theo đánh giá mỗi quan hệ tương quan giữa ngũ hành tuổi và thiên can địa chi thì ta sẽ dễ dàng nhận thấy tuổi Giáp Ngọ có khá nhiều thuận lợi. Bởi Giáp Lộc tại Dần có lợi ích về tài chính, bên cạnh đó ngũ hành là Kim tương sinh với ngũ hành tháng nên đây sẽ là con giáp may mắn nhất tháng 1 năm 2023 âm lịch. Tiếp theo là những người tuổi Nhâm Ngọ, mệnh Mộc, thủy mộc tương sinh nên tài lộc cũng dồi dào hơn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất tháng 1 năm 2023. Trong một tháng được tam hợp cục hỗ trợ như hôm nay, đây là cơ hội tuyệt vời để người tuổi Tuất thể hiện bản thân và gây ấn tượng không chỉ đối với sếp và đồng nghiệp mà còn là khách hàng, đối tác. Bạn có cơ hội gặp gỡ và làm quen với nhiều người mới. Họ có thể là những người sẽ giúp đỡ bạn trong tương lai, nên hãy tận dụng và nắm bắt cơ hội quý giá này. Công việc có những bước tiến mới nên tình hình tài chính có dấu hiệu tốt bất ngờ. Việc ký kết hợp đồng làm ăn diễn ra khá suôn sẻ, mang tới nhiều khoản lợi nhuận đáng kể, không chỉ cho bạn mà còn cho cả doanh nghiệp. Bạn có thể sẽ được trích khoản thù lao xứng đáng. Tháng này, người tuổi Tuất có cả hung vận lẫn cát vận, nhưng riêng đường tình duyên thì rất thắm sắc, nồng nàn. Cát tinh giúp đào hoa nở rộ, chuyện tình cảm của con giáp vì thế mà rất hứa hẹn. Người độc thân sẽ dễ dàng tìm được một nửa ưng ý cho mình hoặc không thì cũng có nhiều cơ hội xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Chúng ta cùng xét năm tuổi. Sinh năm 1958-2018, tuổi Mậu Tuất, mệnh Mộc. Sinh năm 1970, tuổi Canh Tuất, mệnh Kim. Sinh năm 1982, tuổi Nhâm Tuất, mệnh Thủy. Sinh năm 1994, tuổi Giáp Tuất, mệnh Hỏa. Sinh năm 1946-2006, tuổi Bính Tuất, mệnh Thổ. Trong năm tuổi trên thì dựa theo đánh giá mối quan hệ tương quan giữa ngũ hành tuổi và thiên can địa chi thì ta dễ dàng nhận thấy tuổi Giáp Tuất có khá nhiều thuận lợi bởi Giáp Lộc tại Dần có lợi ích về tài chính. Tiếp theo là những người tuổi Mậu Tuất, mệnh Mộc, thủy mộc tương sinh nên sẽ may mắn hơn các tuổi khác. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh,
giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Hợi tháng 1 năm 2023. Trong tháng này, tuổi Hợi có lục hợp quý nhân che chở nên vận trình suôn sẻ. Bạn có được những cơ hội tốt để làm việc và khởi động các kế hoạch mới của mình. Thêm vào đó, tháng này bạn cũng đương có vận quý nhân giúp đỡ nên cuộc sống dễ thở và dù gặp khó khăn cũng sớm có người che chở. Nhiều kế hoạch con giáp này đặt ra từ trước đó có thể tiến hành một cách thuận lợi. Bản mệnh không chỉ duy trì sự quyết tâm mà còn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh. Tình hình tài chính của tuổi này khởi sắc, thu nhập gia tăng dồi dào, bạn có nhiều ý tưởng kiếm tiền khá độc đáo, chỉ sợ không có sức mà đảm đương hết thôi. Tháng này bạn cũng có thể tìm kiếm những đối tác làm ăn để san sẻ kế hoạch của mình. Phương diện tình cảm cũng có những dấu hiệu tiến triển tốt lành nhờ những thành công trong sự nghiệp cũng như nhờ cát tinh phù trợ. Con giáp này nhận được sự chú ý, ngưỡng mộ của nhiều người xung quanh. Chúng ta cùng xét năm tuổi. Sinh năm 1947-2007 Đinh Hợi thuộc hành hỏa, sinh năm 1959 Kỷ Hợi thuộc hành thổ, sinh năm 1971 Tân Hợi thuộc hành kim, sinh năm 1983 Quý Hợi thuộc hành thủy, sinh năm 1995 Ất Hợi thuộc hành mộc. Trong năm tuổi Hợi trên, tuổi Ất Hợi 1995 thuộc hành mộc, được thủy mộc tương sinh nên sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Người sinh năm 1971 Tân Hợi có tân quý nhân tại dần nên xét trên phương diện xã giao sẽ tốt nhất, dễ gặp được quý nhân giúp đỡ trong công việc. Người tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, trì chú và xem giờ sử dụng với tuổi của gia chủ nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Tuổi Dần tháng 1 năm 2023. Tử vi hàng tháng của 12 con giáp nói rằng tuổi Dần có một khởi đầu năm mới với nhiều điều tốt lành. Đây là thời điểm có nhiều cát tinh hội tụ, cơ hội đến với con giáp này tới tấp. Chỉ cần biết nắm bắt và kiên trì tới cùng thì việc gặt hái thành công nằm ngay trong tầm tay bạn. Mặt tích cực là công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi, sự nghiệp phát triển rõ ràng, kể cả thi cử, học hành cũng dễ đạt được thành tích cao. Đồng thời, các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng sẽ giúp ích cho con giáp rất nhiều trên con đường thăng tiến. Tài lộc cũng chảy vào túi của tuổi Dần ồ ạt hơn hẳn trong khoảng thời gian trước đó. Trong và sau Tết, con giáp nắm bắt được xu thế của thị trường nên có những khoản đầu tư hoặc những cánh cửa mở rộng thị trường chính xác. Bản mệnh còn tạo được lòng tin với khách hàng, khiến ai mua rồi cũng sẽ muốn quay lại. Vận trình tình cảm cũng hài hòa, ấm áp. Người độc thân có thể gây ấn tượng tốt với người khác giới nhờ những thành tích tốt trong công việc cũng như phong thái tự tin, nhiệt tình. Con giáp này đi đến đâu cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông. Chúng ta cùng xét năm tuổi. Giáp Dần 1974 mệnh thủy, Bính Dần 1986 mệnh hỏa, tuổi Mậu Dần 1998 mệnh thổ, Canh Dần 1950-2010 mệnh mộc, Nhâm Dần 1962 mệnh kim. Tuổi ngũ hành hai hành thủy tương hòa đại diện cho sự sinh sôi nảy nở của tài lộc, nên trong năm tuổi Dần thì tuổi Giáp Dần là may mắn nhất trong tháng này. Tiếp đến là tuổi Canh Dần sinh năm 1950 có mệnh mộc, được thủy sinh nên tài lộc. Được thủy sinh nên tài lộc, tình cảm đều vượng vận như ý. Tuổi Mão tháng 1 năm 2023, được tam hội che chở, người tuổi Mão tha hồ mở rộng nhiều mối quan hệ mới, phát triển đường xã giao, rất có lợi cho công việc hiện tại. Quý nhân có thể là người làm việc chung với bạn trong hôm nay, đối phương đưa ra nhiều sự trợ giúp và ý kiến đóng góp hữu ích, kịp thời để bạn nâng cao hiệu suất của mình. Đây là lúc tuổi Mão nên bước ra khỏi vòng tròn an toàn của mình và thử thách bản thân ở những chân trời mới. Đôi khi khó khăn trong quá trình thực hiện khiến bạn nản lòng một chút, nhưng tất cả sẽ được giải quyết ổn thỏa sớm thôi, vậy nên đừng lo lắng quá. So với sự nghiệp và tài lộc, vận trình tình cảm có phần sáng hơn. Dù các cặp đôi vẫn khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, nhưng đến cuối cùng, hai người đều sẽ hiểu ra và biết tha thứ, bao dung cho nhau. Người độc thân nên mở lòng ra và chú ý quan sát để biết ai là người thực lòng với mình. Lúc này bản mệnh cần một điểm tựa. Ta có năm tuổi Mão lần lượt, Ất Mão mệnh thủy 1975, Đinh Mão mệnh hỏa 1987, Kỷ Mão mệnh thổ 1999, Tân Mão mệnh mộc 1951-2011, Quý Mão mệnh kim 1963. Trong năm tuổi Mão thì tuổi Tân Mão 1951, chín mộc có thể có chiếm ưu thế hơn vì thủy sinh thổ, nên có thể tuổi này sẽ có tài lộc dồi dào hơn các tuổi Mão khác.
Người tuổi Mão nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù dài hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa tìm ra những con giáp may mắn nhất trong tháng 1 năm 2023 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.